Trận Messi ra mắt MLS bị rời lại. Mặc dù đã ra sân và liên tiếp ghi bàn cũng như kiến tạo trong ngõ của Inter Miami, nhưng Messi vẫn chưa chính thức đá phút nào ở khuôn khổ MLS. Những trận đấu đã qua của Messi là trận giao hữu với Cruz Azul và tại League Cup. Theo đó, Messi sẽ ấn định chào sân MLS bằng trận đấu với Charlotte FC vào ngày 20 tháng 8 trên sân nhà DRVPNK của Inter Miami. Như vậy, cổ động viên của Messi sẽ phải chờ thêm một vài ngày nữa mới được chứng kiến thần tượng tung hoành tại MLS. Cụ thể, trang chủ của MLS xác nhận trận đấu giữa Inter Miami và Charlotte FC ngày 20 tháng 8 tới sẽ bị hoãn. Nguyên nhân là bởi cả hai đội phải thi đấu ở League Cup vào ngày 19 tháng 8. Inter Miami sẽ chạm trán với chính Charlotte ở trận tứ kết League Cup vào ngày 12 tháng 8 tới. Trận bán kết sẽ diễn ra vào ngày 15 tháng 8. Bất luận kết quả thế nào, hoặc Inter Miami hoặc Charlotte sẽ đá trận tranh hạng 3 hoặc chung kết vào ngày 19 tháng 8. Lẽ đó, trận đấu giữa Inter Miami và Charlotte trong khuôn khổ MLS vào ngày 20 tháng 8 buộc phải hoãn lại. Ban tổ chức sẽ bố trí ngày đá bù của hai đội sau đó, nhưng vào lúc này trận đấu vẫn chưa được ấn định ngày diễn ra. Nếu không có gì thay đổi, người mộ sẽ phải chờ đến ngày 27 tháng 8 mới được chứng kiến Messi đá trận ra mắt tại sân chơi MLS. Inter Miami sẽ có chuyến hành quân tới sân của New York Red Bull và trận đấu này sẽ được kỳ vọng sẽ thu hút nhiều sự chú ý. Mbappe bị PSG cấm thi đấu. Thông tin của giới truyền thông Pháp cho biết, tiền đạo Kylian Mbappe sẽ không tham gia vào trận mở màn Ligue 1 của PSG trước đội khách Lorient ở sân Parc des Princes vào cuối tuần này. Sau khi thể hiện quyết tâm ra đi khi không chịu đàm phán gia hạn hợp đồng với PSG, nhà vô địch World Cup 2018 đã không được tập luyện cùng đội 1 dưới thời tân huấn luyện viên Luis Enrique. Theo các nguồn tin thì Mbappe có thể bỏ lỡ mọi trận đấu của PSG trong suốt cả tháng 8 trước Lorient, Toulouse và Lens như một hình phạt dành cho anh. Với việc Mbappe từ chối yêu cầu gia hạn hợp đồng và cũng không rời đi, điều này đã khiến chủ tịch PSG tức giận. Và hệ quả là PSG đã cho tiền đạo người Pháp ngồi ngoài ở mùa giải mới và thậm chí là cả mùa giải trừ khi anh gia hạn hợp đồng. Những cầu thủ này sẽ không thay đổi quyết định của mình. Theo các nguồn tin của Pháp, trong thời gian tới, Mbappe sẽ phải tập luyện với nhóm cầu thủ không có tương lai tại Paris Saint. Tuy nhiên, những hình ảnh ghi lại cho thấy anh hoàn toàn vui vẻ. Cả Liverpool và Chelsea đều được cho là hỏi mượn tiền đạo người Pháp. Tuy nhiên PSG tin rằng Mbappe đã có thỏa thuận gia nhập Real Madrid vào mùa hè năm 2024, nên này đã từ chối mọi lời đề nghị. Thibaut Courtois sinh chấn thương nghiêm trọng. Trong thông báo vừa được phát đi trên trang chủ, câu lạc bộ Real Madrid đã xác nhận việc thủ môn Thibaut Courtois bị đứt dây chằng chéo trước đầu gối trái và phải tiến hành phẫu thuật. Cụ thể, Los Blancos đã có thông báo chính thức về tình hình của người gác đền số 1 đội bóng. Sau khi tiến hành các cuộc kiểm tra, thì bộ Couture đã được chuẩn đoán bị rách dây chằng chéo trước ở đầu gối trái. Cầu thủ này sẽ tiến hành phẫu thuật trong những ngày tới. Chấn thương bất ngờ xảy đến với Cutoa cũng khiến Real Madrid đối mặt với nhiều thách thức trong bối cảnh mùa bóng mới đã cận kề. Ngày 13 tháng 8 tới đây, đội chủ sân Bernabeu sẽ ra quân ở La Liga mùa 2023-2024 và họ đang gấp rút tìm một thủ môn thay thế trên thị trường chuyển nhượng. Hiện Real Madrid hoàn toàn có thể toàn tâm toàn ý đàm phán với David De Gea, người vừa hết hạn đồng với Manchester United. Trong quá khứ, đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha từng suýt mua thành công De Gea từ MU trong ngày cuối cùng phiên chợ hè năm 2015, nhưng vụ chuyển nhượng này cuối cùng đã không diễn ra. Ngoài De Gea, các mục tiêu mà Real có thể nhắm tới để thay cho Thibaut Courtois còn kể đến Kepa Arrizabalaga, Yasin Buno và Sami Hadadovic. Tuy nhiên trong bối cảnh đang rất cần người, đội bóng thành Madrid nhiều khả năng sẽ bị hét giá trên trời. Hi hữu, Messi bị tố gian lận ở trận đấu gặp Dallas. Ở trận đấu với Dallas tại vòng một tám League Cup 2023, Messi là tác giả của cú sút phạt thân sầu vào phút 85, gỡ hòa bốn đều cho Inter Miami, qua đó mở ra chiến thắng chung cuộc sau đó của đội nhà trên chấm luân lưu. Tuy nhiên, Messi đã bị cáo buộc đã gian lận trước khi sút phạt tung lưới Dallas. Một clip được một cổ động viên đăng tải trên Twitter, có thể thấy rằng Messi đã nhích bóng một chút về phía trước trong lúc trọng tài đang chú ý đến hàng rào của Dallas. Chồng Messi thực hiện có vẻ lén lút, giúp anh có một góc sút thuận lợi hơn so với vị trí ban đầu được chỉ định. Tờ The Sun đã trích lại nhiều phản ứng của người hâm mộ, trong đó đa phần là những lời tích cực dành cho Messi. Đoạn clip Messi chậm rãi và lén lút di chuyển của bóng sang trái để anh ấy có góc sút phạt tốt hơn. Đó là một lời nhắc cho thấy ngay cả những cầu thủ giỏi nhất thế giới cũng phải tìm góc sút đủ đẹp. Lẽ dĩ nhiên, cáo buộc trên dành cho Messi chỉ mang tính chất giải trí là chủ yếu. Hành động nhích bóng sang một bên khi thực hiện quả đá phản vốn rất phổ biến trong bóng đá. Hostland được so sánh với Van Persie. Rasmus Hostland là trung phong mới của MU ở mùa giải 2023-2024. Trần sinh năm 2003, trước mắt chưa thể thi đấu bởi anh cần thời gian để hồi phục chấn thương. Dự kiến vào đầu tháng 9, tân binh của Quỷ Đỏ mới có thể đá trận ra mắt MU. Dù chưa thể sớm thi đấu cho MU, nhưng Hostlan vẫn có những mục tiêu lớn. Trước mắt, anh quyết tâm phá kỷ lục của Marcus Rashford. Tôi sẵn sàng phá kỷ lục về tốc độ chạy của Rashford vào mùa giải trước là 35,95 km/h nhưng tôi hy vọng Rashford và tôi có sự hết hợp ăn ý với nhau trên hàng công khi thi đấu hơn là ganh đua thành tích cá nhân. Còn trên sân tập, việc ganh đua sẽ giúp chúng tôi tiến bộ hơn nữa. Rashford ở mùa giải trước chính là cầu thủ đạt tốc độ tốt nhất của MU. Xét ở bình diện ngoài Anh, trên số sinh năm 97 xếp thứ 12. Kai Walker của Man City dẫn đầu toàn giải khi đạt tốc độ cao nhất lên tới 37,31 km h Bên cạnh quyết tâm vượt thành tích của Rashford, Hostland còn thừa nhận bản thân có tốc độ khá cao. Hostland xác nhận tuyên bố của huấn luyện viên Gasperini của Atalanta về việc bản thân có thể chạy 100m trong vòng chưa đầy 11 giây là sự thật. Trong khi đó, chuyên gia bóng đá Robbie Earth của NBC Sports có so sánh Hostland với huyền thoại Robin Van Persie. Tôi thích việc Hostland đến với MU. Tất nhiên chúng tôi phải đợi thêm vài năm nữa để chứng kiến những gì tinh túy nhất của Hostland. Chân trái của Hostland vô cùng ấn tượng. Cậu ấy có thể hình và tốc độ tốt, qua đó chiếm được lợi thế khi đối đầu với các trung vệ nhưng pha dứt điểm của Hosland cũng thực sự uy lực, làm tôi liên tưởng tới Van Persie. Van Persie cũng từng đóng góp rất nhiều cho MU, dù anh chỉ có 3 mùa giải chơi bóng tại Old Trafford. Chức vô địch ngoại hạng anh, anh mùa 2012-2013 chính là thành tích ấn tượng nhất mà cựu danh thủ người Hà Lan đạt được. Ronaldo là động lực để Mane đến Anas. Theo tiền đạo Sadio Mane, Cristiano Ronaldo chính là một trong những nguyên nhân đưa anh tới Anas thay vì các câu lạc bộ khác tại Ả Rập Saudi. Mane cho biết anh đã nhận được nhiều lời đề nghị từ Ả Rập Saudi trước khi gia nhập Anas. Từ đạo 31 tuổi có nhiều đồng đội cũ tại giải đấu này như là thủ môn Eduard Mendy và Roberto Firmino tại Al Ali, tiền vệ Jordan Henderson tại Al Etihad, trung vệ Khalidou Koulibaly ở Al Hilal hay tiền vệ Fabinho tại Al Etihad. Những cầu thủ này đã nhắn tin thuyết phục Mane trở thành đồng đội nhưng bất thành. Mane cho biết rằng CR7 chính là nguyên nhân giúp anh chọn Anas. Dù đội bóng này không có cầu thủ nào là đồng đội cũ, sự hiện diện của Ronaldo là động lực cho tôi, vì anh ấy là cầu thủ hay bậc nhất lịch sử, nếu không muốn nói là hay nhất. Anas còn có nhiều ngôi sao như là Ederson Talisca và toàn đội thực sự tuyệt vời. Tôi ngưỡng mộ các đồng đội mới ngay từ buổi tập đầu tiên. Sadio Mane đã chơi 3 trận cho Anas, nhưng phải đến trận thứ 3 anh mới tỏa sáng và được đánh giá là cầu thủ hay nhất theo SofaScore. Tiền đạo người Senegal nhận 8,7 điểm cho màn trình diễn tại bán kết Arab Club Champions Cup trong trận đấu gặp Asota của Iraq trong khi không cầu thủ nào khác của Anas được chấm điểm cao hơn 7,5. Mane nhiều lần dây dắt tạo đột biến trong trận đấu, trong đó có tình huống anh đem về quả phạt đền để Ronaldo ghi bàn thắng duy nhất trận đấu. Đội trưởng Anas chỉ được chấm 6,8 điểm, thấp nhất đội, nhưng bàn tổ chức giải lại chọn Ronaldo là cầu thủ hay nhất trận.